Món mới của Gongcha nè, các bạn băng quán thì mua chocolate ký cho rẻ nha. Mình demo nên sử dụng thanh chocolate thỏ trong siêu thị. Sử dụng 1/2 thanh cho vào cái ca ngâm trong nước nóng, khuấy đều cho chocolate tan chảy ra. Xong các bạn quét quanh cái thành ly nha. Sử dụng một thỏ thì nhìn chocolate nó sẽ dày và đẹp hơn nhưng cốt sẽ cao hơn. Đem cái ly này bỏ vào ngăn đá cho cứng nè. Giờ thì pha trà sữa nào. Trà ô long các bạn ủ trong 150ml nước sôi ủ 10 phút. Rồi thêm một muỗng bột sữa, 20ml sữa đặc khuấy cho tan nha. Các bạn thêm đá rồi thêm syrup và hạt xanh đảo đều lên nè. Công thức này các bạn làm món đá xay cũng được luôn. Sử dụng whipping cream tạo mill form rồi rót lên cái ly trà sữa nha. Thêm một ít bánh Oreo nhuyễn là xong rồi đó. Lớp chocolate này thì decor cho đẹp thôi. Chocolate này bóp nó vỡ ra để uống kèm nè các bạn. Mở quán mà chưa biết pha chế thì follow ngay kênh nha.